Ở Bình Dương có nhiều xe đã lắm nha anh chị em ơi. Cúc cánh em 6 củ 500 cành. À, Jim Thái giòn mới nguyên con luôn 10 củ 800 cành. Cúc 50cc đời 2021 mới leng keng giá chỉ có 10 củ 800 cành. Phúc trời. Phúc chờ giòn mới 12 củ 800 cành. City này lên Jim Thái nha mọi người, 8 củ 500 cành. Wow. Siêu Z phẩm ZX siêu cọp luôn nha mọi người. Giá là 17 củ 800 cành. Rồi, Supreme 15 củ 500 cành. Đợi đầu nha, chị em làm sắt nha. Quay Trung Quốc 4 củ 200 cành. 4 củ 2 này. X-Buy, Suzuki, áo bọc keo nguyên con 6 củ 800 cành. Anh em quan tâm kho xe Bình Dân này thì gặp ngay chủ kho là chị Ngọc nha. Số giá lầu trên màn hình nha chị em ơi.